Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay mình có về một số cây, cũng muốn giao lưu với bà con gần xa. Thì hôm nay em về gồm có mai chú thủy ha, mai chú thủy trung nu, phôi nha, phôi bự, đế điều đẹp. Đó. Thì linh sam siêu bông, hoành lớn ha, từ 25 hoành tới cái tớp này thì từ 25 tới 40 linh sam siêu bông. Đây là những cây em chọn lọc ha. Đó. À, đây là một cây chiếu thủy da đen. Này không biết đen hay xanh nè, bà con coi giùm. Thấy đây đen xì ha. Đó, lá lớn nha. Thì, bên cạnh đó thì cũng có bông giấy Mỹ, hoa giấy Mỹ nguyên thủy đó. Linh sam. Linh sam này linh sam nhỏ nè, dáng đổ với dáng quái nè. Này tầm nhỏ. Thì cũng rất mong bà con gần xa sẽ ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh, ở ấp Lưng 1, xã Long Hậu, huyện Lê Dương, tỉnh Đồng Tháp. Bà con chốt hàng thì nhớ mã số à, nhớ ngày nhớ mã số giùm để tránh sự nhầm lẫn nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên là mã số 1. Cặp này cặp số 1, quạnh đây là 20, cây kia. Cây kia hoành 23. Cặp này có giá 1,2 triệu nha bà con. Cái này là song hình lá gí nha bà con. Đó. Một cặp song hình lá gí. Bà con mà nghe kỹ em mà nói giùm. Cái cây nào giống nào là em nói giống đó nha. Cái này song hình lá gí, cái lá nó nè bà con. Đây nè, lá nó rất là nhỏ nha. Đây nè, lá nè. Rồi em xin nhắc lại, mã số 1 có giá là 1,2 triệu một cặp. Tiếp tục là mã số 2. Mã số 2 cũng là song hình lá gí, hoành 20, cây bên kia. Rồi cặp này có giá 1 triệu. Cái này là song hình lá gí nha bà con. Lá rất là nhỏ nha. Dạng này dạng lâu lớn. Rồi cặp số 2 này em giao lưu giá 1 triệu nha. Rồi ship toàn quốc cho con, số máy em là 0798096577, củ nở đế điều ha. Đó. Cây trực, cây bay. Rồi tiếp tục là mã số 3. Đó. Mã số 3. Cái cây đang đo đó là song hình coi. Này song hình lá gí. Rồi 18 quanh. Cái này 16 tính 15 thôi. Đó. Rồi cặp này 600k. Em bao ship toàn quốc nha. Đó, hai cây, cây đổ. Với cây quái. Dán này không biết kêu dán gì nữa. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là mã số 4. Đó. Cái cây đổ thì song hình. Rồi 18 19 hoành. Cây trực 19. Một thằng song hình lá chung với một thằng song hình lá gí nha con. Cái cây trực thì lá gí. Còn thằng đổ thì lá chung nha. Đây nè lá chung nè. Đây. Lá chung thì nó lớn hơn lá gí ít đỉnh đó. Nhưng mà lá nó cũng nhỏ, thuộc loại nhỏ. Rồi cặp này có giá 650. Em bao ship toàn quốc nha. Cặp này đế điều. Đó. Rồi tiếp tục mã số 5. 18 quanh. Rồi cây anh đây. Rồi chịch trên chút đi con. Ừ. 18 luôn. Rồi cặp này có giá 600k. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã số 6. 19 hoành. 17 hoành. Đó. Rồi hai cây này có giá 650. Đó, một cây lá gí và một cây lá chung. Cây trực thì cây lá gí.
Còn cái cây đổ thì cây cây đổ thì cây lá chung, còn cái cây trực thì cây lá gí. Đó, song hình nha. Đế rất là đều, củ nở hậu nha. Đó. Rồi, tiếp tục mã số 7. Rồi, cái cây mà quái đó là 20 hoành. Cây này cây siêu bông nha con. Cây mới đo là cây siêu bông. 20 luôn. Rồi, cặp này có giá 700k. Cái cây cao đó là cái cây linh sam siêu bông nha bà con. Đây, khác biệt cái lá nó là bà con coi nè. Siêu bông là cái lá nó là hình trái tim đây ha. Đó. Siêu bông thì hình trái tim nha. Rồi tiếp tục là mã số 8. Đó, cái cây cao đó là siêu bông. Cao đó là linh sam siêu bông. 15 hoành. Cây này 21 hoành. Cây siêu bông là 21 hoành ha. Rồi cặp này có giá 600 luôn. Cây siêu bông thì nó có khuyết điểm là thẹo đây. Đây một thẹo nha. Bên đây một thẹo, dưới đây một thẹo. Đây. Nhưng không giống vấn đề gì nha con. Đây thẹo đây nè. Nhưng mà nó cũng sành lại à. Không sao. Rồi cặp này 600 thôi. Rồi tiếp tục mã số 9. Cây 18 hoành đó là song hình lá gí. Đó, còn cây đổ này. Cây đổ này 17 hoành. Cây này song hình da me. Đó. Da me lá chung luôn. Thằng lá gí, thằng lá chung. Thì lá nó cũng 8-10 vậy đó. Rồi cặp này có giá là 600k nha. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là mã số 10, cũng là kết thúc cái lô mà linh sam nhỏ ha. Rồi cái cây đo là linh sam siêu bông nha. Cây này hoành 20. Hoành 15. Đó. Đây. Cái lá nó nè bà con. Ai có chơi thì biết liền nha, giờ cái lá là biết siêu bông ha. Thì giống nào em nói giống đó nha, chứ không phải mình bán thì mình nói siêu bông này kia đồ để mình bán cho nó được. Thì hàng của em vậy đó, thì nói chung ai mua thì em cảm ơn rất nhiều, nhưng mà hàng nào thì em nói hàng đó. Rồi một cặp này đó là có giá là 700. Đó. Cây siêu bông thì hoành 20, còn cây kia thì hoành đâu 14, 15 gì đó. Đó. Chiều cao thì nó tầm khoảng chừng 35 tới 27 vậy đó. Rồi tiếp tục là mã số 11. Mã số 11 là linh sam tầm 7. Qua giấy Mỹ nguyên thủy. Nói viết 17. Rồi 17 hoành. Cây bên đây thì có 15 hoành. Đó. Một cặp này có giá 700k. Qua giấy Mỹ nguyên thủy, ra tựa rất mạnh. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Rồi tiếp tục, mã số 12. Đó. 14 hoành. Rồi cây anh đây cũng 14 hoành luôn. Rồi cặp gì có giá 700k nha bà con. Em bao ship luôn nha. Chiều cao thì nó khoảng 30 tới 25, 27 gì đó. Tiếp tục mã số 13. Đó. Cặp gì có giá 700 nha bà con. 13 hoành, cây bên đây. 13 luôn. Đó. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Em bao ship toàn quốc. Một cặp này có giá 700. Rồi tiếp tục mã số 14. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. 13 hoành. 16 hoành. Đó. Một cặp 700k nha bà con. Em bao ship toàn quốc. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Tiếp tục mã số 15. 16 hoành. Cây kia. Giờ đó.
12 hoành. Rồi cặp này có giá 700. Qua giấy Mỹ nguyên thủy nè con. Rồi tiếp tục mã số 16. Giá 700 luôn. Mười bốn hoành, 15 hoành đó, chiều cao thì từ 27 tới 40. Hai cây này ra từ rất mạnh nha. Rồi em bao ship toàn quốc, số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Tiếp tục mã số 17, qua giấy Mỹ nguyên thủy. 14 hoành, 14 hoành luôn. Rồi 700k. Em bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 18. 15 hoành. Cây kia 14 hoành, 14 15 gì đó, chứ cũng 15 chứ không có nhỏ đâu. Đó. Cặp này giá 700 nha con. Cây này đế điều nè. Cặp này điều. Em bao ship toàn quốc. Chiều cao từ 27. Hai cây này chắc 27 điều, 27 30 gì đó. Tiếp tục mã số 19. Giá 700k luôn. 15 hoành. Cây đây chắc 14 hoành hả? Đó. Chiều cao thì khoảng 25 27. Giá 700k. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp tục là mã số 20, cũng là mã số cuối cùng có lô qua giấy. 13 hoành. Cây kia chắc cũng 13. Rồi cặp 700. 700k. Lô qua giấy Mỹ. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã số 21. Lùng lực. Đo hai ba vị trí gì đi, đo ngang cổ trước. Nhiều không bà? 43, đo dịch dưới cái. Nhiều 58. 58. 58. Đo tổng hoành đế. Tổng hoành đế nữa là trăm hai mươi, chiều cao 25, cành bay ra, cành bay đo tới đây luôn, 40. Anh em bà con nào có chơi trượt lắc thì mình cắt cái cành bay, cũng chơi cái mình để gì đó thì ai muốn chơi sao chơi. Đế thì khỏi nói rồi. Đó. Đây, thằng khéo đây. Mới cắt. Nu nằng rất là già nha. Đó. Chiếu thị la lớn, da đen. Thấy nó đen xì nè. Đó. Thì da đen hay da xanh thì bà con mà tự dòm nghe em quay cận cảnh nè. Chứ em thấy nó đen. Rồi cây này em giao lưu giá là 4,5 triệu, bao ship toàn quốc nha. Cây này mà mình cắt ngay đây thì nhìn nó lực chứ lắm lực nha. Đó. Rồi em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là mã số 22. Cái này chiếu thủy chung nu nha con. Đó. Chiếu thủy chung nu 30, chiều cao 40. Tổng hoành đế 80. Đó.
Rồi cây này giá 1 triệu nha bà con. Em bao ship toàn quốc. Chiếu thủy Trung Nu. Tiếp tục mã số 23. 31. Chiều cao 40. Ông Hoàng Đế 80. Cây này thì nó có khuyết điểm mà thẹo ngay đây, nhưng mà dạng Trung Nu thì thẹo không có sao nha bà con. Đó. Rồi cây này có giá 750 nha bà con. Tiếp tục là mã số 34, 24. Rồi 29. Lùng lực. Chín mười bảy. Cây này con đo chịch vô. 26, chiều cao 26. Tổng mình đế ở trong. Đế nó chưa bò ra tới ngoài mà. Sáu mười sáu. Đế thì khỏi bàn, khỏi chê. Đó. Đế một đống. Rồi cây này có giá 1 triệu rưỡi nha bà con. Em bao ship toàn quốc nha. Cái điều chiếu thủy Trung Nu. Tiếp tục mã số 25. 30. Sáu mươi tám. Chiều cao 40. Còn nu từ gốc tới ngọn nha con. Rồi cây này giá 1 triệu nha. Em bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 26. Vị trí này 28. Chiều cao 34. Rồi 60. Rồi cây này có giá 800k. Em bao ship toàn quốc. Số máy là 0798096577. Em tên Thanh. Tiếp tục mã số 27. 35 hoành. 27 hoành. 27 chiều cao. Xin lỗi. 80. Rồi cây này rất là lùng lực. Cây này có giá 1 triệu rưỡi. Rồi có thẹo ngay đây, nhưng mà không có thành vấn đề ha. Đây cái thẹo này hồi đó chặn đường chó phù ngay đây. Rồi rồi đây. Cái thẹo trên đầu gần lành này. Không có vấn đề gì hết. Rồi em bao ship toàn quốc. Đế thì miễn bàn. Tiếp tục mã số 28. Ngay vị trí số đo là 29. Chiều cao 37. Rồi tổng hình đế 73. Rồi cây này có giá 1 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. Những cây này là được làm đế chứ không phải những cây thiên nhiên mà đế được gì nha bà con. Đó, ta cũng có tạo dáng chứ không phải cây tự nhiên. Rồi tiếp tục mã số 29. Cái này là chiếu thủy Trung Nu không nha bà con. 32. 29. 78. Rồi cây này có giá 1 triệu mốt nha. Em bao ship toàn quốc. Chiếu thủy Trung Nu. Tiếp tục là mã số 30. 36. Hoành ngay vị trí đó là 36. Chiều cao 24. Tổng hoành đế 71.
Rồi cây này có giá 1,5 triệu. Rất là già cây, rất là nu nằng ha. Đế thì miễn bàn. Đó, chỗ nào cũng có đế hết. 24 giờ. Rồi tiếp tục là linh sam siêu bông nha bà con. Đó, hoành 39 hoành. Chiều cao. Chiều cao thì 34. Tổng hình đế là 75. Rồi. Cây to nha bà con. Những cây này cây lớn thôi à. Rồi cây này có giá 1,3 triệu nha bà con. Linh sam siêu bông. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp tục là mã số 32. Cây này là hoành 28. Đó. Chiều cao. Chiều cao 41. Hoành đế 60. Rồi cây này có giá 1,3 triệu. Linh sam siêu bông. Đế đẹp ha. Lô này lô hoành lớn không nghe con. Tiếp tục là mã số 33. Linh sam siêu bông. Hoành 34. Chiều cao. Chiều cao 37. Cành bay 42. Rồi tổng hoành đế 70. Cây đế thì khỏi chê. Đó. Trực quyền trực bay gì nè. Đó. Rồi cây này có giá 1,4 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp tục là mã số 34. Hoành 33. Chiều cao 37. Đó củ đế. Củ đế thôi, khỏi hoành đế đâu. 35. Rồi cây này có giá 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 35. Hoành 40. Chiều cao 42, 48. Tán ngang luôn đi. Rồi tán ngang đi. 40. Đó. 85. Rồi cây này có giá 2,5 triệu. Linh sam siêu bông nha bà con. Đó em bao ship toàn quốc. Cây rất là nghệ thuật nha. Đó lắc lượng. Đế thì miễn bàn. Đó đế nó chảy xuống gì đó. Linh sam siêu bông. Này mình cắt chơi lùng lực cũng được. Chơi trực lắc cũng được. Rồi một cây gián thú. Mã số 36. Hoành 34. Chiều cao 42. Đâu hoành không? Hoành đế. Thôi được rồi. Cây này giá 1,6 triệu. Đế đây. Đế thì miễn bàn. Những cái này là những cây em mua ngày hôm nay đó là được tạo dáng rồi tạo đế hết nha bà con. Đó. Rồi em bao ship toàn quốc. Linh sam siêu bông. Cái lá nó là hình trái tim nha bà con. Thì em bán linh sam gì em sẽ nói linh sam đó nha. Là chắc chắn 100% nha. Rồi tiếp tục mã số 37. Hai mươi chín hoành. Chiều cao 30. Cành bay 35. Đó. Rồi cây này có giá 1,4 triệu. Linh sam siêu bông. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Số máy em là 0798096577. Em tên Thanh. Đế rất là chuẩn.
Rồi tiếp tục mã số 38. 32. Hoành 32. Chiều cao 33. Cành 347. Rồi tổng hoành đế. Cho bầu luôn đi. 85. 95 chứ lộn. Tổng hoành đế 95. Rồi cái này giá 1 triệu rưỡi. Hàng này hàng chất lượng nha bà con. Đế thì khỏi chê nha. Dáng thế thì mình chỉ chọn dáng thế thôi. Còn đế thì miễn bàn. Cây nào đế cũng đẹp hết. Rồi tiếp tục. Mã số 39. Hoành 30. Chiều cao 37. Đó. Rồi cây này giá 1 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Linh Sam siêu bông nha. Đế đây. Đế rất là đẹp nha. Tiếp tục mã số 40. Hoành 41. Đó, hoành vị trí đó 41. Chiều cao 42. Tổng hoành đế. Đo cũ ở trên thôi. Hoành đế trên thôi. Ừ. Rồi đo vậy đi. Đó. 70. Thẹo đây. Nhưng mà không thành vấn đề. Linh Sam thì thẹo nó không có đáng kể. Đây nữa nè. Đây cũng có thẹo nữa. Nhưng mà em bao mục. Đó. Rồi cây này cây giá 1 triệu 7. Cây này dán như dán thú vậy đó nha. Đế rất là lực. Linh Sam song hình siêu tầm 7. Linh Sam siêu bông. Hỏi bán bà cái mà song hình ghét kìa quen. Cái lá nó hình trái tim nha bà con. Đó. Tiếp tục mã số 41. Hoành 31. Chiều cao 37. Tổng hoành đế 100. Cây này giá 1 triệu rưỡi. Linh Sam siêu bông. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Cái lá siêu bông thì nó khác cái lá sông hình là nó hình trái tim nha con. Đó, đây lá siêu bông đây. Thì siêu bông thì em nói siêu bông nha con, chứ không phải dài 300 ngàn, 1 triệu, 2 triệu gì đó mà mình bán mình nói siêu bông nha. Nhưng mà em bảo đảm chắc chắn là 100% nha, với bà con là Linh Sam siêu bông. Đó. Tiếp tục là mã số 42, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha bà con. Đó, đo chịch trên chút con. Chịch trên, bên kia anh dính à. À, chịch trên thôi. Không, mình đo là đo nó chịu hao cho con đi. Hoành 25. Đó. Cao 28. Bay 47. Đó. Tổng đế 100. Rồi cây này giá 1 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Linh Sam siêu bông nha. Số máy là 0798096577. Em tên Thanh, ở Lưng 1, xã Long Hậu, huyện Ly Dung, tỉnh Đồng Tháp. Rất mong bà con gần xa sẽ ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Thì em cũng cảm ơn bà con mình trong thời gian qua đã ủng hộ em. Thì em cũng chân thành biết ơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.